Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta sẽ trở lại với đêm đô thị và tìm xem từ còn thiếu là gì. Năm 2017 và sớm hơn dự kiến một năm. Dự kiến trong năm nay, vaccine này sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp ngành y tế Việt Nam chủ động nguồn cung cấp vaccine, đặc biệt giúp việc triển khai chương trình loại trừ bệnh sởi rubella ở nước ta. Sáng nay tại ga Yên Viên, Hà Nội đã diễn ra lễ đón chuyến tàu vận tải container đầu tiên tuyến đường sắt Moscow-Hà Nội. Việc vận chuyển này được công ty Logistics Đường sắt Nga và công ty vận tải và thương mại đường sắt Rachako thực hiện là kết quả của kế hoạch hành động về hợp tác song phương giữa công ty đường sắt Nga và Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Sự kiện đánh dấu sự khởi động của hành lang vận tải quốc tế Nga-Việt Nam-Nga. Theo các chuyên gia, tuyến vận tải đường sắt nối Moscow với Hà Nội tiện lợi cho vận chuyển những mặt hàng có giá trị gia tăng cao và thực phẩm đông lạnh rau quả. Vào sáng nay, thành phố